Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Thời tiết ngày 3 tháng 10, gió mùa đông bắc mạnh lên, miền Bắc lạnh về đêm và sáng sớm có nơi 16 độ. Dự báo thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2 tháng 10 ở khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 14 giờ ngày 2 tháng 10, cục bộ có nơi trên 50mm như Thượng Lộ, Thừa Thiên Huế 84mm, Hà Nam, Quảng Nam 68mm, Ân Tường Tây, Bình Định 53,6mm. Trong chiều tối và đêm 2 tháng 10, ở khu vực Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Khu vực từ Phú Yên đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 5. Hồi 13 giờ ngày 2 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc, 119,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, 15, 150 đến 183 km/h, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ 5 đến 10 km/h. Dự báo diễn biến bão 24 đến 72 giờ tới. Theo dự báo hiện tại, bão không có khả năng ảnh hưởng đến vùng biển ven bờ và đất liền nước ta. Dự báo tác động của bão. Trên biển, vùng biển phía Đông Bắc và khu vực Bắc Biển Đông, phía Bắc vĩ tuyến 19,5, phía Đông kinh tuyến 117,5. Gió mạnh cấp 9 đến cấp 11, vùng gần tâm bão cấp 13 đến cấp 15, giật trên cấp 17. Sóng biển cao 8 đến 10 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Dự báo thời tiết ngày mai 3 tháng 10, 2024, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, ngày và đêm mai, Bắc Bộ và Thanh Hóa, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22 độ, vùng núi 17 đến 19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ trung bình từ 22 đến 24 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ, nhiệt độ trung bình từ 23 đến 25 độ. Khu vực Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to và dông. Từ ngày 3 tháng 10, mưa lớn giảm dần. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước như sau. Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sau không mưa. Trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh. Vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Riêng vùng núi 18 đến 20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi. Riêng Thừa Thiên Huế, đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, ngày có mưa rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, ngày có mưa rào và dông rải rác, phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi,
Riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có nắng, gió mùa Tây Nam hoạt động trên khu vực nhẹ, nên về chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, độ ẩm tương đối phổ biến 82%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C, cao nhất từ 30 đến 32 độ C. Gió giật lên tới 205 km/h, bão Graton khiến Đài Loan, Philippines khiếp sợ. Theo thông tin từ báo Người Lao Động, trong ngày 2 tháng 10, bão Graton tiếp tục diễn biến phức tạp, gây ra gió mạnh và mưa lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều khu vực của Philippines cũng như Đài Loan, Trung Quốc. Cục Quản lý Thiên văn Địa vật lý và Khí quyển Philippines Pagasa đã có những cập nhật quan trọng về tình hình bão. Bão Graton được biết đến với tên gọi Julian tại Philippines hiện đã suy yếu một chút và không còn được xem là một siêu bão, nhưng sức mạnh của nó vẫn đáng kể và gây ra những tác động tiêu cực đến các khu vực mà nó đi qua. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão hiện duy trì ở mức 165 km/h, tương ứng với cấp 14 theo thang sức gió Belfort mà Việt Nam sử dụng, trong khi tốc độ gió giật có thể lên tới 205 km/h, tương đương với cấp 17. Trước tình hình này, Pagasa đã đưa ra cảnh báo mưa lớn tiếp tục đổ xuống nhiều vùng của Philippines, đồng thời phát đi cảnh báo về gió mạnh cho các khu vực ven biển, đặc biệt là vùng bờ biển phía bắc đảo Luzon và các khu vực núi tiếp xúc với gió. Tại các vùng nước ven biển ở tỉnh Batanes, quần đảo Babuan và bờ biển phía bắc tỉnh Ilocos Norte, tình trạng biển động rất mạnh đã được ghi nhận, khiến cho các hoạt động hàng hải trở nên nguy hiểm. Các thủy thủ và tàu thuyền tại đây được khuyến cáo không nên ra khơi trong thời điểm này để đảm bảo an toàn. Dự báo đường đi của bão Graton đã có những thay đổi đáng kể, nhưng nhìn chung nó vẫn sẽ ngoặt theo hướng đông bắc và tiến về bờ biển Tây Nam Đài Loan. Theo thông tin từ Pagasa, bão Graton dự kiến sẽ đổ bộ vào hòn đảo này vào đêm 2 tháng 10 hoặc sáng sớm 3 tháng 10. Sau khi đổ bộ, bão được dự báo sẽ di chuyển một cách thất thường trên vùng đất liền và vùng biển ven bờ của Đài Loan trước khi xuất hiện trên eo biển Đài Loan vào tối 4 tháng 10 hoặc sáng sớm 5 tháng 10. Tuy nhiên, việc di chuyển qua Đài Loan sẽ khiến cơn bão tiếp tục suy yếu. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.